mà nhiều báo quá. Rồi mình phải đi bán hết báo rồi, không về mẹ mắng chết. Ui, thời tiết thế này, mình ngồi một chỗ bán cho nó lạnh. Ai mua báo đây? Ai mua báo đây? Em còn không bán báo hay sao? Lại ngồi một chỗ chứ, ra xem. Như thế này em ngồi một chỗ bán cho nó lạnh. Em ơi, em ngồi một chỗ ấy làm sao bán được báo? Em không nhớ mày đã dặn gì à? Mẹ dặn gì nhỉ? Hôm nay hai đứa đi bán báo cho mẹ. Ai mà bán được nhiều hơn mẹ có quà biết chưa? Ai mà không bán được về mẹ phạt đấy. Đi đi nhanh lên. Các bạn ơi, quả này mình phải đánh lừa anh Vinh để lấy quà từ mẹ. Anh Vinh ơi, anh Vinh có cái gì không? Để cho em ăn, em đói quá. Ăn à? Từ sáng giờ anh đi bán báo, anh chưa mua được gì ăn đâu. Anh Vinh ơi, hay là anh Vinh đi mua gì cho em ăn đi. Không em nốt ra đây đấy anh Vinh ạ. Để anh đi mua cho. Con đi bán à? Còn đủ quá nha em à. Mẹ ơi em dừng ra đây.